Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với video hành trình tự học của mình. Trong video này mình sẽ tiếp tục nội dung tự học liên quan chủ đề về tiếng Trung. Thì mình đang học giáo trình Hán ngữ quyển 2. Cụ thể thì mình đã học đến bài số 20 rồi. Trong video này mình sẽ tiếp tục học bài số 21 trong quyển 2 này. Thì các bạn cùng theo dõi với mình xem nội dung của bài 21 là gì nhé. Bài 21. Đi二十一课 我们明天七点一刻出发 Wow, sao nó dài thế? Oh my god, nó không phải là hội thoại luôn á. Từ vựng cũng nhiều luôn nha. Có từ vựng bổ sung luôn này. Ok, nhưng mà từ vựng bổ sung ít, không nhiều. Đây là read out the following time, nghĩa là nhìn vào đồng hồ này và đọc giờ này. Nghĩa là bài này mình sẽ học về thời gian đúng không? Ai từ khóa tận ý thiên, một ngày của Edward. Ok, cũng không có nhiều từ vựng bổ sung nhưng mà từ vựng trong bài cũng nhiều rồi. Thì mình cùng xem bài này nó học cái gì nha. Trời đã bắt đầu xong mùa đông rồi. Nhưng mùa đông năm nay khác với mùa đông mọi năm. Đó là mùa đông năm nay đến giờ vẫn chưa lạnh. Nên là ở nhà mình vẫn mặc áo khoác. Mặc dù cái phòng mình không kín lắm, mình đang mở cửa sổ rồi đấy. Nhưng mà đến giữa tháng 11 rồi nhưng mà vẫn chưa lạnh nha. Thời tiết chưa hề lạnh. Và nếu như không nhiều thì mình sẽ dự đoán thời tiết là mùa đông năm nay sẽ không lạnh. Không lạnh mà nó có xu hướng là ấm lên ấy. Mình thích mùa đông lạnh cơ, mình thích ấm như vậy. Nhưng mà dù có lạnh hay là không lạnh thì vẫn phải skin care. Mình vừa mới tắm xong nhưng bây giờ phải skin care xong thì mới có thể bắt đầu bài học được. Không nên có tranh thủ nào. Ở video trước thì tự ý là khi mà mình học cả quyển Hán 1 và bây giờ là sang Hán 2, nói chung là cũng chưa có được nhiều, nhưng mà mình học là mình sẽ học theo kiểu trong một bài thì sẽ có phần các cái phần như khởi huấn đầu tiên, những sắp xếp bố cục của bài học trong sách ấy, trong giáo trình ấy, là khơ huấn đầu tiên, rồi đến sông sứ, sông sứ xong lại đến phần gì, ý phả, ngữ pháp đúng không? Thường sẽ có phần ý phả, có bài có phải, thường thì bài nào cũng có phần ý phả thôi. Sau phần ý phả sẽ là liên xí. Và cuối cùng là cái phần thì phần liên xí đấy sẽ là phần, nói chung là nó cũng là luyện tập thì nó dài nhất luôn đấy. Phần liên xí thì nó sẽ củng cố kiến thức cho cái bài học đấy, mình sẽ làm sau khi mà hoàn thành hết bài học phía trên. Còn cái phần mà mình cần phải xem trước, mỗi khi ví dụ là các bạn đi học ở trung tâm hay là một ai đấy dạy, thì trước mỗi một bài học các bạn nên xem trước một phần
Và mình nghĩ là cái phần này cực kỳ quan trọng trước khi bước vào bài, đó là phần xương xứ. Thật sự là nếu như mà vào bước vào một cái bài học hoàn toàn mới mà mình kiểu ý là cái thiết kế bài học ấy, thì sẽ có cái phần khơ cuốn đầu tiên, đúng không? Phần khơ cuốn ở đầu và phần xương xứ thì lại ở dưới, có nghĩa là mình sẽ phải xem phần khơ cuốn trước, xong mình là xương xứ sau. Nhưng mà thường thì mình học thì mình sẽ học phần xương xứ trước, sau đó quay lại khơ cuốn. Bởi vì khi mà mình nắm được những cái từ vựng trong bài rồi thì mình quay lại học thì mình đọc bài mới hiểu được. Thì nên là mình thường mình sẽ lướt qua luôn cái phần khơ cuốn và mình xuống phần xương xứ mình học. Học xong xương xứ thì mình mới đọc lại khơ cuốn, lên học phần khơ cuốn rồi nó quay lại xuống bên dưới, học lớp phần ý phả và phần liên xí. Thì mình thấy cách học như thế đó là hợp lý thôi, vì bài nào cũng thế, mình đều phải học ngữ pháp trước thì mới biết đọc những cái nội dung của bài chứ, đúng không? Thì cách học của mình là như vậy. Thường thì mình thấy có một kiểu, mình cũng có xem qua bài giảng một bài nơi dạy ấy, một bài thầy cô dạy thì cũng được dạy như vậy thôi, cũng ai cũng phải là có bài từ mới trước thì mới học được bài khóa. Tuy nhiên cái phần từ mới mà mình, nếu như trong thời gian mà mình đến lớp học hoặc là các thầy cô giáo dạy ấy, cái thời lượng của một buổi học mình nghĩ là nó chỉ tầm khoảng rơi vào 2 tiếng 3 tiếng là cùng, các bạn học trong một buổi chắc không đến không có đâu được 3 tiếng đâu, tầm tiếng rưỡi 2 tiếng ấy. Thì trong cái khoảng thời gian đấy, một bài buổi học thì cứ cho là nhiều đi, nhưng mà thường là buổi học trên lớp ấy, hoặc là các thầy cô giáo dạy thì thường sẽ cho các bạn cung cấp bạn nhiều kiến thức hơn so với sách vở và giảng giải diễn kỹ hơn. Thì cái phần xương xứ các bạn nên đọc trước ở nhà, và nếu được thì các bạn hãy học luôn, cố gắng nhớ luôn những cái từ đấy thì càng tốt. Chắc chắn là sẽ không thể nhớ được nếu như mà các bạn kiểu học vẹt, đúng không? Thì các bạn nên có phương pháp, thì cái này mình sẽ không nói sâu, mỗi người có một cái phương pháp học riêng mà các bạn sẽ tìm hiểu riêng. Tuy nhiên thì mình khuyên là nên học trước cái phần xương xứ của cái bài mà mình chuẩn bị học nha. Bài mới á, mình sẽ xem trước phần xương xứ đi, sau đó mình sẽ học tất cả những cái từ vựng đấy đi. Thì khi mà lên lớp, lên cái buổi trên lớp, mình sẽ được học lại phần xương xứ một lượt. Không thừa đâu các bạn ạ. Ý là học lại, cô sẽ dạy như kiểu là dạy mới ấy. Nhưng mà bởi vì nó chính thức bài mới mà, dạy như dạy mới thì có thể là có người sẽ dạy kỹ, có người sẽ dạy lướt qua. Ý là vẫn phải cung cấp hết cái phần xương xứ cho các bạn. Thì mình thấy có người dạy khá là hay, ý là cái cách để mình nhớ học theo bộ thủ và các thứ ấy. Thì khi mà mình đã học cái từ ấy rồi thì khi mình được học lại một lượt và theo cái cách dễ nhớ hơn thì mình nhớ cái từ đấy sẽ cực kỳ nhanh, kiểu mình đã gặp một lần rồi là đã có một cái ấn tượng trong đầu rồi. Sau đó mình được quay lại học lại và học kiểu chi tiết cụ thể, phân tích hán tự, phân tích bộ thủ các thứ của nó ra thì mình nhớ cực kỳ nhanh. Và khi mình nhớ được cái bài ấy rồi thì mình quay lại phần khơ cuốn, mình đọc rất nhanh luôn. Mình kiểu nhìn một cái, mình che pinyin đi, mình chỉ cần để hán tự thôi là mình có thể tự đọc được lên và tự hiểu nghĩa. Còn nếu như bạn phải để đến lớp bạn mới bắt đầu học xương xứ mà không có xem trước bài, không có sự chuẩn bị, thì khả năng cao là nhiều bạn sẽ hơi bị bỡ ngỡ, học sẽ hơi bị chậm một chút nếu như mình vào phần khơ cuốn. Bởi vì việc mà các bạn chỉ lướt qua đúng một lần hoặc là đọc đi, gọi là học một lần mà kiểu ví dụ các bạn cũng có được đọc đi học lại 2-3 lần đi, nhẩm đi nhẩm lại, nhưng mà chỉ học xương xứ trong vòng có 20 phút hết cái phần xương xứ đấy, thì mỗi từ mình cho là mỗi từ vẫn được 2 phút để học ấy, thì cả cái phần khơ cuốn bên trên các bạn sẽ không thể nhớ được ngay. Nếu như bạn có nhớ được ngay lúc đấy đi thì cái việc mà các bạn đọc bài lướt qua thế thì chắc chắn là về sau sẽ không thể nhớ lâu được. Và cái nữa là thường thì mình thấy đa số là các bạn học của mình á, những cái bạn mà không học phần xương xứ trước mà đến bài mới bắt đầu học xương xứ theo cái buổi học của các cô dạy thì đa số là không thể đọc bài một cách trôi chảy được, đến phần khơ cuốn đấy không đọc bài trôi chảy được, kiểu mình vẫn kiểu trong trạng thái là nhìn mình nhận mặt chữ, những cái từ rất là mới mà chỉ có được hơn 1 phút đến 2 phút để học một từ. Hán tự các bạn thấy có nhiều từ rất là khó đúng không đấy, thì vừa đọc khơ cuốn mà vừa nhận mặt chữ, thế thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ ghi nhớ của cả cái bài đấy. Mình học cũng mất thời gian hơn, và nhiều lúc, nhiều khi mình thấy có nhiều chỗ dạy, một trung tâm hay là một nơi nào lớp học kiểu tổ chức ra để dạy học ấy, thì dạy không được kỹ lắm ấy, kiểu lại còn đông ấy, thì những bạn nào mà hơi đuối đuối một chút thì thường các
thầy cô giáo dạy thì sẽ bảo là cái này thì sẽ phải về nhà học thêm, còn buổi hôm nay thì sẽ phải tiếp tục, bởi vì sẽ không thể nào để những cái bạn học tốt hơn chờ được. Nên là mình nên học trước kỹ phần xuân sứ trước mỗi bài học của mình thì hơn. Và bản thân mình thì kể cả là đối với học tự học ở nhà hay là đi học ở trung tâm thì mình cũng đã khá là chú trọng phần xuân sứ. Mình cố gắng nhớ bằng cách viết đi viết lại, để học đi học lại nhiều lần. Thì sau mỗi 5 bài học mới thì mình sẽ quay lại mình ôn 5 bài đấy trước khi chuyển sang cái bài tiếp theo là bài số 6. Ví dụ trong quyển 2 này, mình học hết 5 bài đầu là từ bài 16 đến hết bài 20 thì mình dừng lại, mình sẽ không học tiếp xong bài 21 ngay, mà mình sẽ dành ra khoảng 3 buổi để mình ôn lại hết kiến thức của 5 bài kia một cách cực kỳ kỹ nha. Mặc dù mình học một lượt rồi, khi mà ôn lại thì mình vẫn tuần tự là mình học hết xuân sứ, ôn lại khơ uốn, ôn lại liên xí. Thì khi mà mình học lại thì chỉ có cái phần mình thấy có phần xuân sứ học Hán tự là khó thôi. Có nhớ ấy, ý là mình thì bị đuối ở phần viết, thì mình thấy nếu như mà mình không viết ra ấy, thì mình sẽ không nhớ được. Mà cái phần viết của mình thì không được nhanh lắm, ý là mình nhớ Hán tự không được tốt ấy. Đấy thì nó khá mất thời gian ở cái phần Hán tự, phần xuân sứ học trước quên sau ấy, vài bữa sau quay lại là mình đã quên rồi. Thì tầm 3 buổi đấy mình ôn hết lại kiến thức của 5 bài. Thì cái phần khơ uốn của các bài và cái phần liên xí học rất là nhanh luôn, học lại rất nhanh luôn. Đảm bảo các bạn, cái lúc đấy mình chỉ đọc lướt qua một lần là mình đọc được hết rồi. Ý là bản thân mình thì kể cả khi mà mình không viết đi viết lại, không tập luyện viết, không tập ghi nhớ bằng cách viết, thì mình vẫn có thể nhìn và nhận mặt chữ được. Nhưng mà bảo mình viết ra mình không biết được. Ý là ví dụ viết cho mình một cái bài khóa, một cái bài nào đấy, bài cũ đi, mình phải đọc được hết cái bài đấy. Không phải là mình nhớ cả bài đâu nhé, không nhớ cả bài, mình nhìn Hán tự mình phải đọc được hết, mình cũng hiểu nghĩa được hết. Nhưng mà bảo mình viết ra thì không viết được. Ý là đọc pinyin cho mình viết không biết được, hoặc là đọc nghĩa cho mình viết sang tiếng Trung cũng không biết được. Ý là mình không biết được, mình hiểu nhưng không biết được. Ok, bây giờ mình sẽ học bài 21 nhé. Ok, thì bây giờ viết đầu bài cho học xuân sứ nha. Đi sứ ơ à Đi ơ sứ y khở. Ôi, sử y chứ, bà hay mua rồi.
của bài này là Minh Thiên. Chúng ta ngày mai 7 giờ một khắc xuất phát. Ngày mai chúng tôi 7 giờ bao nhiêu để xuất phát? 7 giờ 15 xuất phát à? Ý khở. Ok. Đầu tiên là phần sân xứ. À. Có một số từ mình thấy quen quen này. Từ đầu tiên mình có là từ mẩy. Từ mẩy mình gặp khá nhiều dùng trên cái bài này mình học cái sao ấy. Mẩy là mỗi nha. Mẩy. Mẩy. Mỗi. Tiếp theo mình có từ早上.早上là buổi sáng. Từ tiếp là từ bạn. Bạn. Bạn này có nghĩa là một nửa. Bạn. Chỉ choáng. Từ chỉ choáng nghĩa là thức dậy. Chỉ choáng. Mình có từ suy chào. Suy chào là đi ngủ. Thì chỉ choáng là thức dậy. Chỉ choáng là thức dậy. Chỉ chóng. Chỉ chóng.
giường, cái giường các bạn, từ thoáng này cái giường, chỉ thoáng thì là thức dậy nhá. Tôi chỉ đây thì mình quen rồi, tôi chỉ mình cũng dùng chỉ này rồi. Chỉ gì, y chỉ cũng dùng chỉ này. Còn từ thoáng thì là cái giường, thoáng đứng riêng sẽ là cái giường. Một số từ mình đã học rồi nữa này, mình có từ giảo phản. Giảo phản là bữa sáng, phản là cơm ấy. Giảo phản nghĩa là cơm sáng, là bữa sáng ấy. Tiếp theo mình có từ ngủ phản. Ngủ phản là bữa trưa. Ngủ phản, bữa trưa. Tiếp theo mình có từ quán phản là bữa tối. Những từ chỉ buổi này mình đã biết rồi. Tiếp theo mình có từ ý khổ. Thank you.
Ok, về thời gian nhé, bây giờ mình nghĩ đến phần thời gian ở trong trường chung. Thì mình có từ 7 ở bên trên đúng không? Từ 7 đầu tiên mình học là mỗi từ 7 này đi với các cái từ chỉ thời gian thì mình sẽ có ví dụ như là mấy thiên là mỗi ngày, mấy yue là mỗi tháng, mấy nián là mỗi năm, mấy châu là mỗi tuần. Các bạn nhớ từ châu không, châu mua không? Thì mấy châu là mỗi tuần. Ngoài ra một số từ chỉ cái buổi trong ngày ấy, thì thường mình sẽ có 4 từ. Từ đầu tiên là giảo sẵng là buổi sáng. Thì thường buổi sáng thì mình sẽ, nếu như mình dùng giảo sẵng ấy thì nó sẽ sáng sớm, bắt đầu từ tầm trước 6 giờ, trước 6 giờ sáng. À đâu, trước 5 giờ sáng đi. Sau 5 giờ đến tầm 8 giờ sáng thì mình sẽ nói là giảo sẵng. Còn từ 8 giờ đến 11 giờ thì vẫn là buổi sáng, nhưng mình sẽ không nói là giảo sẵng nữa, mà mình sẽ nói là sẵng ngủ. Buổi trưa là trung ngủ là buổi trưa. Buổi chiều là xia ngủ. Và buổi tối là buổi sẵng. Thì đó là các buổi. Còn đối với thời gian về giờ giấc thì mình sẽ có giờ mình đã được học rồi, đó là đơn vị giờ là tiễn, tiễn là giờ, còn phút là phân. Ngoài ra thì đây ví dụ như là phân trung này, phân trung sẽ là phút nhé, phân trung. Tiễn là giờ, phân trung sẽ là phút. Phân trung. Là phút. Để mà nói về giờ trong tiếng Trung thì nếu như mình không nhầm thì ở những bài trước, những cái bài trước, bài này ý là từ quyển 1 đến giờ thì cũng có bài nói về thời gian rồi, phải, mình không nhầm. Thì nói chung là mình cũng học được một chút về thời gian, cách nói thời gian tiếng Trung. Ví dụ mình nói là 1 giờ thì mình sẽ nói là y tiễn. Còn 2 giờ thì mình sẽ dùng là liáng tiễn. Và liáng ấy, từ liáng ấy, mình không nói là ô tiện đâu nhé, mình sẽ nói là liáng tiện. Ví dụ là 2:15 thì mình là liáng tiện 15 phân. Liáng tiện 15 phân. Ví dụ là 5:30 5:30 phân. 5:30 phân. Thì đối với, đấy là cái cách nói bình thường, kiểu lần lượt từng thành phần trong cái thời gian đấy. Thì mình sẽ có thêm những cái từ nó cũng tương tự như tiếng Việt và tiếng Anh thôi. Ví dụ như trong tiếng Anh thì mình có rưỡi. Trong tiếng Việt thì mình gọi là, ví dụ là rưỡi là 30 phút đúng không? Ví dụ là 5:30 là 5:30. Thì trong tiếng Trung mình sẽ dùng từ pan. Từ pan lúc nãy mình vừa học ấy, nó sẽ là rưỡi hoặc là một nửa. Thì khi mà mình nói là 5:30 đi, thì mình 5:30 thì mình sẽ nói là bình thường ấy sẽ là 5:30. Thì bây giờ mình có thể thay bằng 5:30 thì nói là 5:30. 5:30 thì nói chung là khá đơn giản, bởi vì mình chỉ cần là 5:00 là cái số giờ trước,
và thêm pan đằng sau là rưỡi, thì đúng rồi, ví dụ là 5:30 ngủ tiễn pan, 6:30 liêu tiễn pan, và 2:30 liễu tiễn pan là như vậy. Còn để nói về giờ kém từ kém trong tiếng Trung ở đây mình có từ đó là từ cho nghĩa là kém. Hai nghĩa khi mà mình đọc khác nhau thì nó sẽ mang nghĩa khác nhau. Nó giống cái từ khái trong khái sử. Khi mà mình đọc là khái thì nó vẫn là, khi mình đọc là khoán thì nó sẽ là trả. Thì từ cha này cũng vậy. Khi mà mình đọc là cha nó nghĩa là thiếu, là kém. Mình như lúc nãy mình vừa lấy ví dụ là cha số ngũ phân 3 tiệm là 8 và 15. Nếu mình có nghĩa ví dụ mình có thêm một cái ví dụ về thiếu đi, ví dụ là còn thiếu hai người, khái trò liền cửa đấn, khái trò liền cửa đấn là thiếu, còn thiếu hai người, khái trò liền cửa đấn là cái từ khái vẫn mình vừa nhắc tới á, khái trò
còn thiếu hai người. Đọc nó là chai thì nó sẽ mang một nghĩa khác. Ví dụ mình có từ chu chai, từ chu chai trong tiếng Trung nó nghĩa là đi công tác, thì khi mình đọc là chai thì nó sẽ là đi công tác nha. Vẫn là cái từ đấy, mình chỉ đọc khác đi thôi. Khi mà mình có cụm từ chu chai, chu chai là đi công tác. Chu chai. Chỉ choáng là thức dậy. Mình tiếp theo mình có từ là ý khổ. Ý khổ, ý trong khứ ý ấy. Còn khổ thì từ khổ lớn trước vừa mới học lại bán trước luôn. Khổ miền là hai năm sau, khổ miền là đằng sau, thì từ khổ là nghĩa là sau, sau phía sau, nó là hậu, khổ hậu vì cái việc đó khổ hậu. Trái nghĩa với hậu thì mình có từ chiến của mình là tiền. Chiến là tiền, khổ là họ, chiến miền phía trước, khổ miền phía sau. Thì trong ở đây mình có từ ý khổ. Ý khổ nghĩa là sau này, sau khi, sau này. Thì mình đều có thể dùng là ý khổ. Phía sau, ở đâu, là sau khi hoặc sau này. Thì trái nghĩa với ý khổ thì mình sẽ có là ý chiến, nghĩa gì là trước đây hoặc là trước khi. Ý chiến. Trước khi hoặc là trước đây đều được.
luyện tập, rèn luyện, toàn luyện tập luyện. Đầu tiên mình có bộ đầu tiên là bộ trong tứ toàn, mình có bộ kim. Tiếp theo từ toàn, đó sẽ mượn âm thanh của từ toàn đằng sau, nó là đoạn, là khúc, là khoảng, thì mình đều dùng từ toàn này. Thì từ toàn khi mà kết hợp với bộ kim ở đằng trước thì nó sẽ có nghĩa là rèn và toàn. Toàn là tập, là rèn. Từ liền là luyện. Toàn nhiên là tập luyện, tập luyện hoặc rèn luyện được nhé. Mình có từ sao trọng. Sao trọng nó nghĩa là sân, sao trọng, sao trọng, sân tập, sân chơi, bãi tập đều được sao trọng. Sao trọng. Tiếp theo mình có từ xỉ. Xỉ, từ xỉ này nghĩa là rửa, giặt. Từ xỉ có nghĩa là rửa hoặc là giặt. Ví dụ mình muốn nói là rửa tay thì mình muốn nói là xí sổ, xí sổ. Rửa bát, xí quản. Rửa xe, xỉ chưa, xỉ chưa. Giặt quần áo, xỉ y phục, xỉ y phục. Và mình có một từ mới ở đây nữa là từ xỉ giặt. Xỉ giặt là tắm rửa.
睡觉đi ngủ. Lúc nãy mình học từ là chỉ choáng, chỉ choáng là thức dậy, thì từ睡觉là đi ngủ. Đi ngủ. Tiếp theo mình có từ phá. Động từ phá có nghĩa là leo. Phá là leo. Phá, leo, trèo. Phá là leo, trèo. Thì khi mà mình nói là phá san, phá san có nghĩa là leo núi. Phá san. Leo núi. Tiếp theo mình có từ khửa đầu bài. Lúc nãy mình vừa mới đọc đầu bài mà mình đang bảo là mình không nhớ được từ gì, lúc sau mình nhớ ra nó là kiểu là 15 phút và tính như 15 phút. Thì từ khửa này nó dịch Hán Việt nó gọi là một khắc. Khửa là một khắc. Một khắc thì là bằng 15 phút. Thì đầu bài họ nói là chi tiện ý khửa, nghĩa là 17 là 7 giờ 15 phút. Một khắc thì bằng 15 phút. Tiếp theo mình có từ chí trong niên chí. Từ chí này nghĩa là cấp bậc, là cấp bậc, đẳng cấp hoặc là khối, lớp gì đấy thì mình đều dùng, mình có thể dùng là từ chí này. Từ chí này nó vừa nghĩa là cấp bậc, đẳng cấp, là lớp, là khối. Thì mình dùng như thế nào để biết là khi nào nó mang nghĩa gì, vì nó cũng hơi khác nhau một chút. Ví dụ khi nó là cấp, đẳng cấp
đó lại là lớp, là khối. Thì ví dụ mình muốn nói là lớp, lớp mới thì mình sẽ thêm từ nhén đằng trước, nhén trí là lớp. Thì ví dụ mình muốn nói là năm nhất thì sẽ là y nhén trí, sinh viên năm nhất, y nhén trí tà xuế sông, y nhén trí tà xuế sông, sinh viên là tà xuế sông đúng không? Thì sinh viên năm nhất sẽ là y nhén trí tà xuế sông, tà xuế sông. Tiếp theo mình có từ chí khứa. Chí khứa, chí khứa là tập hợp. Từ khứa thì mình đã học rồi, trong từ trung khứa, tổng hợp. Chí khứa, tập hợp. Chí khứa, tập hợp. Tiếp theo mình có từ tại. Từ tại, từ tài thì có khá là nhiều nghĩa khác nhau. Thì mình ở trong bài này thì mình sẽ học nghĩa đầu tiên của nó là mang theo, mang, mang theo hoặc là đưa theo cái gì đấy. Thì mình sẽ có từ tài. Mang theo. Mình có từ chuẩn xứ. Chuẩn xứ là đúng giờ. Từ chuẩn là chuẩn, trong chuẩn bị, chuẩn xác, chính xác. Thì mình sẽ có từ chuẩn xứ, sẽ là đúng giờ. Các bạn nhớ từ xứ trong xứ chiên không? Thì chuẩn xứ sẽ là đúng giờ, xứ là giờ ấy. Chuẩn xứ là đúng giờ. Chuẩn xứ. Đúng giờ. Mình học thêm hai từ ở đây, đó là từ sang trưa và từ xa trưa. Sang trưa nghĩa là lên xe, còn xa trưa nghĩa là xuống xe. Sang trưa. Lên xe. Thì ví dụ mình cũng có thể dùng là các loại xe thôi nhá. Lên xe, lên máy bay. Lên xe thôi, lên xe buýt, lên xe khách, lên xe đạp, lên xe máy, lên xe ô tô, nói chung là mình đều dùng là sao chưa. Tương tự với xa chưa cũng như vậy nhé. Xa chưa sẽ xuống xe. Tiếp theo mình có từ chu pha.
Chu pha nghĩa là xuất phát. Chu pha. Là xuất phát. Tiếp theo mình có từ giáo sư. Giáo sư nghĩa là lớp học. À quên, không, là phòng học. Giáo sư. Từ giáo có nghĩa là dạy. Giáo sư. Giáo sư. Phòng học. Và cuối cùng mình có là từ chía. Chía. Mình sẽ xem luôn cái phần nào từ vựng bổ sung ở dưới này luôn nhé. Để lát rồi mình sẽ học luôn chứ không có phải dừng lại để học lại học thêm phần từ bổ sung nữa. Từ bổ sung mình sẽ có một vài từ không nhiều đâu. Tiếp đầu tiên là từ khở chiên. Khở chiên. Khở chiên, từ khở này sẽ là bài khóa. Thì từ mình sẽ có từ khở chiên là giờ ra chơi, kiểu nghỉ giải lao ấy. Khở chiên. Chiên trong sử chiên. Khở chiên. Tiếp theo mình có từ sẵn ban và xả ban. Từ ban này có nghĩa là làm việc, công việc hoặc là nhóm. Thì ở đây xả ban có nghĩa là tan làm, và sẵn ban sẽ có nghĩa là kiểu gì gọi là gì nhỉ? Giờ làm việc bắt đầu vào làm ấy. Sẵn ban đi làm, và xả ban tan làm. Ok, hết rồi đấy. Thì trên đây là phần từ vựng của bài số 21 trong giáo trình Hán ngữ 2. Thì bây giờ mình cùng đọc lại phần từ vựng một lượt nhé. Mình có từ mấy là mỗi. Mấy. Mấy là mỗi. Mấy trâu là mỗi tuần. Mấy trâu. Mấy trâu mỗi tuần. Mấy thiên mỗi ngày. Mấy yue mỗi tháng. Mấy nhén mỗi năm. Giảo sẵn là buổi sáng. Ban là rưỡi lần nữa. Chi thoáng, à chỉ thoáng là thức dậy.
chị thoáng. Chị thoáng. Tiếp theo mình có từ thoáng có nghĩa là giường. Chị thoáng là thức dậy. Giặt phan bữa sáng, cũ phan bữa trưa, quán phan bữa tối. Từ phân trung. Phân trung là phút. Phân trung. Từ chà nghĩa là kém. Chà kém. Ý khổ. Ý khổ là sau này, sau khi. Ý chiến. Ý chiến là trước khi. Ý chiến trước khi. Tiếp theo từ toàn liền. Toàn liền. Toàn liền là luyện tập. Từ sao trọng. Sao trọng. Sao trọng là sân tập, bãi tập. Sao trọng, sân tập, bãi tập. Tiếp theo mình có từ xỉ là rửa, là giặt. Xỉ sổ là rửa tay. Xỉ y phục là giặt quần áo. Xỉ gì nữa ta? Xỉ rào. Xỉ rào là tắm. Và xỉ quặng là rửa bát. Tiếp theo mình có từ rán khổ. Rán khổ. Rán khổ. Rán khổ là sau đó. Tiếp theo là từ xoay treo là đi ngủ. Xoay bộ mục trước này. Xoay treo. Treo. Xoay treo. Đi ngủ. Tiếp theo là từ phá san. Phá san là leo núi. Leo núi. Phá san là leo núi. Chu pha là xuất phát. Xuất phát. Tiếp theo mình có từ khửa. Khửa là khắc. Khửa là khắc là bằng 15 phút khắc. Tiếp theo mình có từ chí. Nén chí là lớp. Lớp. Từ chí đúng không, nó sẽ là đẳng cấp, là cấp bậc, là lớp, là khối. Chí thì từ chí khứa. Chí khứa là tập hợp.